Chị khách này của nhà diva đang thực hiện khử thâm môi bằng máy laser CO2 Fractional ạ. Nghe tiếng rẹt rẹt, nhiều chị em còn ngần ngại vì lo sợ tia laser sẽ gây tổn thương môi. Tuy nhiên, công nghệ này bên nhà em hoàn toàn không gây đau nhức, khó chịu, không làm tổn thương môi và cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái. Ngoài ra, việc chọn điều trị bằng laser CO2 sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với phương pháp khử thâm truyền thống với tinh chất. Chỉ sau từ 3 đến 5 ngày là đôi môi sẽ bong lớp mài và trở nên hồng hào đẹp tự nhiên hơn. Chị em nào gặp tình trạng môi xỉn màu, thâm đen hoặc phun môi màu quá đậm không được như ý thì đều có thể thực hiện bằng phương pháp này để khắc phục nhé.